Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức Showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Cận cảnh phần quà Thủy Tiên tặng cho người dân trích từ 30 tỷ đồng, không chỉ có mì tôm. Một người dân được nhận quà cứu trợ từ ca sĩ Thủy Tiên lên tiếng bênh vực. Người xưa có câu, của cho không bằng cách cho, ý muốn nhấn mạnh tấm lòng của người làm công tác thiện nguyện. Tiền có thể quyết định vật chất, tuy nhiên để biết số tiền ấy đúng mục đích đến tận tay những hoàn cảnh mới là điều quan trọng. Giữa thời điểm miền Trung đang oàn mình với cơn bão số 6, Thủy Tiên là cái tên nổi bật. Khi tiên phong kêu gọi ủng hộ, đến hiện tại, nữ ca sĩ đã đến Huế gần 3 ngày trao hàng nghìn phần quà từ số tiền 30 tỷ đồng quyên góp. Tuy nhiên, hành động đẹp này của nữ ca sĩ đã gây không ít tranh cãi. Vì thấy Thủy Tiên trao mì tôm, nhiều người đã lên tiếng phản đối vì cho rằng đây là thực phẩm không có giá trị dinh dưỡng, ăn nhiều sẽ gây bệnh, thậm chí đặt nghi vấn cô không trung thực trong việc làm từ thiện. Trước những bình luận tiêu cực trên mạng xã hội, một người dân được Thủy Tiên hỗ trợ đã lên tiếng bênh vực. Cô gái cho biết, tổng phần quà bao gồm 1 triệu đồng, gạo, nước suối, bánh ngọt, bánh mặn, dầu ăn, nước mắm, đèn pin, v.v. Quan trọng, những hộ dân tại đây đều cảm thấy ấm lòng bởi sự nhiệt tình mà bà xã Công Vinh mang đến. Hiện Thủy Tiên đang có mặt tại những vùng bị nước lũ cô lập nghiêm trọng. Trước tiên, cô sẽ cứu trợ các nhu yếu phẩm cần thiết như thức ăn, áo phao, thuốc men, nước uống. Sau khi hết bão, số tiền còn lại sẽ giúp bà con sửa sang nhà cửa, phục hồi tài sản hư hỏng. Chia sẻ, mình có đọc tại sao hơn 25 tỷ chỉ có một thùng mì tôm sao ít vậy? Khi cho tiền một hộ khó khăn 20 triệu thì bảo tại sao cho nhiều vậy? Chiều nay đi vào trong khu vực mà mình hỗ trợ nhiều tiền, lúc về tí nữa là thuyền lật luôn. Chỉ cách một khoảnh khắc tích tắc không hét to hoảng loạn của mình thì nước đang tràn mạnh vào thuyền, thì cả đoàn có lẽ chẳng đi về được nữa rồi. Ở trong vùng đó ngập sâu, người dân cô lập, không ai dám ra ngoài vì sợ bị cuốn trôi, vân vân. Nước vừa rút xuống nền nhà, được một ngày thôi, sân vẫn đầy nước, vệt nước vẫn còn trên tường rất cao. Những ngày lũ, họ phải leo lên nóc nhà ngồi cả đêm cả ngày không ngủ. Mình hỏi thăm thì họ bảo rằng họ đói, bữa ăn bữa nhịn, vân vân. Và họ khóc, mắt đỏ, họ đỏ hoe. Nhưng nghĩ còn nhiều người cần hỗ trợ. Tuy hoàn cảnh thực tế, mình sẽ trao cho nhiều hay ít, 500k hay 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 5 hay 10 đến 20 triệu gì cũng là tùy trường hợp hoàn cảnh. 20 triệu thấy nhiều, nhưng mất mát lớn sau lũ, mùa màng gia cầm bị trôi mất, hay bệnh hoạn ốm đau, đi chữa bệnh một trận là làm gì mà còn dư tiền. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.